Hôm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ khánh thành cầu kênh Bốn Tổng, ấp Vĩnh Hiệp, ranh xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch. Sau gần 7 tháng thi công, đến nay công trình cầu Bốn Tổng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cầu được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, có chiều dài 34m, rộng 4,5m, tải trọng 8 tấn, độ thông thuyền 15m, tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ 320 triệu đồng. Trong đó, ông Huỳnh Nhan Thiện Trúc, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, đóng góp hiện giờ quy tiền trên 624 triệu đồng. Bà Trịnh Thị Hiền, nhóm thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp trên 217 triệu đồng, cùng nhiều đơn vị và cá nhân khác. Cầu kênh Bốn Tổng, ấp Vĩnh Hiệp, ranh xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân hai xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch, đồng thời góp phần giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, từng bước đưa Vĩnh Khánh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.